Hello, hãy tưởng tượng nếu một nhỏ mù yêu một đứa câm thì câu chuyện sẽ đi đến đâu? Tưởng chừng như là không thể, nhưng cho đến khi bạn ra rạp xem bộ phim Silent Love. What the fuck? Câu chuyện xoay quanh một cô gái bị mù vì tai nạn, được cứu bởi một chàng trai bị câm. Dĩ nhiên khi mối tình này diễn ra, phim sẽ rất ít thoại. Tại vì nhỏ này nó không thấy đường, thằng kia nó không nói được, thì làm sao mà có thoại để nghe. Anh này chỉ đi theo cô này, cô này chỉ biết bước về phía trước. Nhưng mà bà mù này bà đi hơi ghê nha, bà đi khắp nơi, hang cùng ngõ hẻm bà đi được hết. Phim này được cái nó chậm, nó chậm đúng kiểu phim Nhật. Nhưng mà cái chậm này nó đã được giải quyết bằng câu chuyện khá là dễ thương, trong trẻo. Tôi coi phim này từ đầu cho tới khoảng 45 phút, tôi cứ cảm giác như nó sẽ trở thành một bộ phim Nhật khác, như những cái kiểu phim Nhật mà tôi hay coi á. Nhưng mà không phải, diễn tiến mang đến cho người ta cảm giác về sự ấm áp, sự rung động giữa con người với con người, những người có khiếm khuyết về cơ thể khi mà đến với nhau nó sẽ như thế nào, sẽ dẫn đến đâu. Tôi cảm thấy đây là một bộ phim xem được, tình tiết nó quá đáng yêu đi. Ba diễn viên này rất là đẹp, nghe nói ba bạn này đều rất là nổi tiếng, nhưng mà tôi không có biết nhiều về diễn viên Nhật bây giờ lắm. Tôi cảm giác như gương mặt của bạn nữ chính đó, tôi đã thấy trong một cái game nào đó của Nhật Bản mà rất là giống bạn này. Bạn trai cầm á, nét đẹp rất là lãng tử, nhìn hiền hiền nhưng có lúc cũng dữ dữ. Còn bạn trai mà chơi đàn có nét công tử kiểu chảnh chảnh đồ đó, nhưng mà rất là ấm áp. Phim này coi khá là ok, nhưng mà sẽ kén khách đó. Các cặp đôi còn gì bằng khi ngày 8 tháng 3 chúng ta dẫn nhau ra rạp xem phim này, tận hưởng không khí tình yêu trong phim, xong rồi về chúng ta tận hưởng không khí tình yêu với nhau nè. Mình cứ tưởng tượng phim tour tốc độ khoảng 1.25 đi, thì tôi thấy phim nó sẽ rất là perfect. Tôi cũng không biết nói gì thêm nữa, review của tôi chỉ có thể đến đây thôi. Nếu bạn thích video này thì hãy cho Phúc một like và nhớ bấm theo dõi kênh của Phúc để xem review phim chiếu rạp và series mỗi tuần nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.